Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Trước tiên đi vào chủ đề chính, không quên gửi lời chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an trong mùa dịch. Và mình nhắc lại một điều là mình mới có một cái tin nhắn của Google AdSense là nó có cái thay đổi cái quảng cáo ấy. Thì nếu mà các bạn nào mà cũng có nhận được cái đấy thì các bạn có thể tư vấn cho mình, tại vì người ta nói là nếu mà không thích thì nhấn vào đấy trước cái ngày 20 tháng 3 mà mình đã nhờ người dịch rồi, tại vì tiếng Đức nhưng mà mình khó lắm, thật sự ra tiếng Việt nhưng mà mình không biết là làm như nào. Thì rất 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 mong các bạn tư vấn cho mình nhé. Mình đã làm một cái video riêng đấy nhưng mà không biết là có đúng luật không, sợ là YouTube người ta không cho thì mình phải nói như này. Thì nếu mà các bạn nào cũng nhận được cái thư như thế thì các bạn cố gắng tư vấn cho mình nhé. Rất nhiều những cái video mà mình cứ không biết làm nào mình chia sẻ nhưng mà nhiều bạn vào xem nhưng mà chẳng nói gì đến cái đấy cả. Mong các bạn cố gắng cố gắng cố gắng là nói giúp mình nhé, bởi vì mấy cái video này mình đều phải đưa lên cả, mình đều phải nói cả. Tại vì là không phải là bạn nào cũng video nào cũng vào xem được, cũng có bạn biết bạn không, cho nên là mình phải nói. Thì có bạn này hôm nay biết, các bạn khác ngày mai biết. Video mai biết, cho nên là mình phải đưa lên nhiều lần, các bạn thông cảm. Và và các bạn cố gắng xem giúp mình chứ, thời gian này là mình tụt giúp tụt tụt view rất rất là nhiều, mình chả hiểu tại sao. Thì mong các bạn cố gắng xem giúp và ủng hộ U70 nhé. Bên này cái gì đó mình định nói cái gì nó mà quên quên mất rồi đây, bây giờ già rồi nhanh quên lắm. À, với định video mình đưa ra như này là có những lúc là mình đăng nó không đúng vào cái thời điểm mình đăng đâu, có thể là chậm có thể là sớm. Mong các bạn hiểu nhé, tại vì là mình không thể có thời gian được mà lúc nào đăng một làm video cái mà đăng lên ngay được, không không như thế được, nhiều bạn cũng không thể như thế được. Nhưng mà cũng có bạn hiểu, có bạn không hiểu thì bạn nào không hiểu để bảo là video này đưa không đúng lúc, muộn rồi mới gì đấy, thì mong các bạn thông cảm nhé. Và rất rất mong các bạn là xem hết video và ủng hộ nhé, cho mình xin cái like, đăng ký kênh, chia sẻ cho nhiều người biết. Trời ơi, ủng hộ U70 chứ, mấy hôm nay ốm quá không biết là làm thế nào. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chủ đề chính là vừa rồi mình có một người bạn, họ không biết được, không biết là chia sẻ cùng ai được, nên là họ biết mình làm YouTube thì họ chia sẻ với mình. Thì mình nói là mình có thể đăng lên YouTube được không, thì người ta đồng ý cho mình đăng nhưng mà cấm không không cho đăng, không cho giấu tên, có là không cho đăng tên lên. Thì lý do là bạn ấy cũng lại vẫn trường hợp là tham tiền, tham tiền giấu chồng, cái trước mắt là giấu giấu chồng, mà cái trường hợp mà người ta lừa đảo ấy nó có rất 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 là nhiều cái trường hợp mà lừa đảo không thể ai lường trước được. Mặc dù có thể những người biết nhưng mà lòng tham, một là lòng tham, hai là vẫn cứ hy vọng mỏng manh đấy các bạn, cho nên là cứ cố leo thì có rất là nhiều trường hợp. Một ý là cái trường hợp mà nó đánh vào cái tâm lý vào các bạn tham tiền, tham tiền. Và một cái hai nữa là đánh vào cái tâm lý những người mà độc thân thì rất là nhiều, mà nó đăng ấy là nó cứ bảo là nó giàu có thành công, mà đa số là đăng ở Mỹ, bởi vì người ta biết là từ trước cái này là chỉ có Mỹ là giàu nhất, đúng không các bạn? Thì người ta đăng cái là nó đăng là nó bảo nó ở Mỹ, nó còn chụp cả cái hộp tiền ấy, cái hộp tiền tô bự nó gửi cho thì ai mà ai mà chẳng mê. Thì mới đầu ấy thì nếu mà nó đánh vào những người độc thân ấy thì là nó về sau là mình mới biết, chứ trước thì mình không biết đâu, là nó lấy một cái hình ảnh của một người khác rất rất là đẹp trai và người Tây, nhưng mà thật ra thì có nhiều người người ta bảo đấy là Việt Nam không phải là Tây. Thì nó lừa xong là nó nói là yêu, nó yêu rồi yêu nó thì nó sẽ bảo lãnh đi sang Mỹ. Người thì nó bảo là nó rất là nhiều tiền, kể cả ở Việt Nam hoặc là ở bất kể một thế giới nào nó cũng đi theo, nó sẽ gửi tiền cho gì giữ hộ nó, xong là nó sẽ
sang sau vì tiền nhiều quá nó không thể chuyển qua tài khoản được mà nó cũng không thể cầm theo được. Nó nói rất là có lý có tình, cho nên là nhiều người là nghe và đã yêu. Mà có những người ấy, các bạn biết không, có những người thì chỉ mấy chục triệu thôi, nhưng mà hoặc là 1-2 nghìn thôi, nhưng mà có những người mất vài tỷ luôn, các bạn đã phát điên phát rồ lên ấy. Hy vọng người thì chán đời, chán chồng chán con vì nó ngọt ngào, nó đẹp trai thì mê nó. Một phần này như thế, một phần này nó bảo lãnh sang Mỹ sung sướng. Thế chồng thì lại bất tài rồi là nghèo, chứ là gặp như thế thì ai mà không sa ngã. Các bạn có sa ngã không? Nếu mà mình gặp chắc mình cũng sa ngã đấy. Là một, hai nữa là nó đánh tâm lý vào những người tham tiền, các bạn tham tiền quá. Nên là có những người bạn đấy đây, mình lại quên, mình lại đi xa. Bạn đấy nói với mình ấy là buồn lắm, vì là bị lừa về sau cũng nghi nghi rồi, nhưng mà vẫn cứ kiểu như là hy vọng mong manh đấy, là vẫn cứ lao tiếp. Thì nó bảo là nó yêu rồi, nó sẽ bảo lãnh sang Mỹ, nhưng mà trong cái thời gian Covid thì bị thất nghiệp không có tiền, thì cố gắng vay tiền đi để gửi cho nó, để nó làm thủ tục làm giấy tờ gửi về. Rồi rất nhiều trường hợp nhé, là khi mà gửi cho nó rồi mà nó đã cảm thấy là nên dừng rồi ấy, thì nó đã chặn và xóa, không thể liên lạc được, mà chỉ có suy nghĩ sinh bệnh mà chết. Có những người thì mất ít thôi các bạn, có người thì giấu chồng mà không phải là một lần nhé, 5-7 lần luôn ấy, vẫn cứ gửi mà nó nói khéo, nó nói ngọt lắm. Nhất là các cô mà ở nhà quê ấy, nhà quê mà nghèo đói mà chưa chồng ấy, là tham lắm, tham vọng lắm, nên là mất rất là nhiều tiền, rất là tội nghiệp. Mà thì mình đăng lên đây ấy, rất là nhiều người nói là cái trò này thì lâu rồi, cũ rồi, nhiều người biết, nhưng mà không phải là ai cũng biết, không phải là cũ cũ người ta thường nói cũ người như mới ta, có người người ta không biết, cũng nhiều người không biết chứ, và có người biết nhưng mà vẫn bị va, vẫn bị vấp các bạn, vẫn bị dính. Thì mình vừa mới nói đấy, là lòng tham đấy, ham vọng, cho nên là lòng tham nên là vẫn cứ bị dính, nên là bị mất rất là nhiều. Mà giấu chồng đến lúc mà cũng có người thì chồng nó thông cảm, nó biết thì nó tha thứ, nó bỏ qua, nhưng mà có người nó không thể chịu được, nó bỏ, vợ chồng là tan đàn xẻ nghé, khổ con các bạn. Thế này cứ không những là mới đầu thì giấu chồng là tiền của nhà, bởi vì thường những người đàn bà là giữ tiền mà, thế là tiền mới đầu thì tiền của nhà, đến này hết tiền của nhà rồi đi vay gửi rồi đến lúc này nó vẫn cứ thấy đào được, nó cứ đào mãi, rồi đến cuối cùng là không có khả năng nữa, thì là bảo là hết tiền rồi, không có khả năng nữa. Thì nó rồi nó lý do nó bảo là gửi cho nó đi, rồi nó đi làm thì cố gắng để đến, tại vì bây giờ là gấp rút quá, là bởi vì là hạn hạn của giấy tờ là cái ngày bao nhiêu ấy là phải nộp ngay, cho nên là không thể đợi được đến cuối tháng, mà cuối tháng mới được lãnh lương. Rồi nó nói có lý lắm, thế là tin là lại gửi tiếp, là gửi tiếp thì cứ hy vọng mãi. Rồi mới đầu ấy thì nó còn tình cảm anh em, rồi nó làm cho để mà tin nó đã, tin yêu nó đã, rồi lúc đấy bắt đầu nó mới giả trò đấy. Thì hôm nay mình làm cái video này thì các bạn, nếu mà bạn nào biết rồi thì thôi, còn là các bạn nào chưa biết thì các bạn nên là cảnh giác. Còn vẫn rất là nhiều, cũng giống như một cái vũng bùn ấy, người này mà dẫm phải thụt chân vào thì rút được chân ra, thì người khác người sau lại dẫm phải, nó cũng không thể, mà giống như người ta bảo sóng trước đổ đâu thì sóng sau đổ đấy, không bao giờ có chuyện cũ và cũng không bao giờ có chuyện mới, nó mãi mãi là mới người cũ người mới ta. Thì bạn nào biết rồi thì thôi, các bạn nào chưa biết thì xem để mà rút kinh nghiệm các bạn nhé. Đây là một cái bạn mà bạn bạn
của mình. Bạn ấy biết mình là làm video, làm YouTube thì bạn ấy phàn nàn, bạn chia sẻ với mình. Thì mình cũng cảm ơn bạn ấy là đã cho mình một cái chủ đề là mình có một cái video để đăng lên cho các bạn xem. Thì mong các bạn xem ủng hộ và chia sẻ cho nhiều người được biết nhé các bạn nhé. Cái này nó là muôn thuở, không bao giờ cũ mà không bao giờ mới. Thì các bạn cố gắng chia sẻ nhé. Và để cho nhiều người không bị vấp, không bị xảy ra những cái điều đáng tiếc, mà nhất là những người đừng có tham. Người ta bảo tham thì thâm, đừng tham. Của mình làm ra thôi chứ đừng có hy vọng của trời ơi đất ơi. Và hơn nữa thì lại còn đừng có hy vọng đi nước ngoài, rất nhiều trường hợp. Tại vì mình nói thì bạn ấy nói là cũng có nhiều người mà quen trên mạng mà đi được nước ngoài, thì cũng có như thế, không phải là ai cũng giả dối. Nhưng mà mình phải xem cho là người đấy thật hay là giả. Chứ còn không phải là mình đừng có vì mình thích quá mà mình mù quáng, đúng không các bạn? Ok, thì về video này mình xin dừng ở đây nhé. Các bạn cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Và hẹn các bạn đến video tiếp theo. Bye bye.